Thưa quý vị, trên thế giới mỗi năm có tới 7,3 triệu người chết do bệnh nhồi máu cơ tim. Riêng ở Việt Nam thì tỷ lệ bệnh nhân nhồi máu cơ tim hàng năm tăng từ 15 đến 20%. Đây là những con số gióng lên hồi chuông báo động vì lối sống hiện đại ngày nay. Đối với người cao tuổi, nhồi máu cơ tim là bệnh rất hay gặp, nhưng gần đây số người dưới 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim phải nhập viện tăng lên đáng ngại, cá biệt có những thanh niên chưa tới 30. Anh Trần Tiến Đạt, 28 tuổi, đột ngột đau ngực trái dữ dội, khó thở và vã mồ hôi. Sau đó, người nhà bệnh nhân đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bệnh nhân đã ngay lập tức được khám lâm sàng, đo điện tim. Tình trạng của người bệnh đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Tại hồi nào giờ trong gia đình cũng chưa có ai có tiền sử bệnh tim, chở vô cấp cứu thì nó là nhồi máu cơ tim cấp. Hiện tượng thì cũng chưa không có gì rõ rệt, tim nhói quá, xong thế là chân tay tê hết. Bác sĩ nói là đưa vô rất là kịp thời, tại vì trễ khoảng chừng 30 phút thì là nguy hiểm tới mạng. Tất cả các trường hợp đều phải được đo điện tim trong vòng 10 phút. Thì sau khi có điện tim, điện tâm đồ thì các bác sĩ phòng cấp cứu đã nhanh chóng nhận diện được đây là một cái trường hợp nhồi máu cơ tim của người trẻ và khởi động cái ekip can thiệp tim mạch để tái thông cái mạch máu cho em bạn càng sớm càng tốt. Chính chế độ ăn uống không hợp lý, những áp lực cuộc sống và thói quen không tốt cho sức khỏe đã và đang làm thay đổi độ tuổi mắc bệnh tim mạch. Thì đối với những người chưa có cái điều kiện mà đến cái thăm khám, thì cái việc mà được tư vấn trực tuyến trên cái hệ thống tim khỏe đó sẽ giúp cho người bệnh có một cái định hướng để cho ý thức được cái vấn đề sức khỏe của mình và khi có điều kiện thì sẽ đến cái bệnh viện để được tư vấn cụ thể chính xác hơn. Các bác sĩ cũng cảnh báo với những ngày thời tiết thay đổi thất thường, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao, những người mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường khi có các biểu hiện như đau tức ngực dữ dội, đau lan lên vai, cổ hoặc lan dọc theo cánh tay, đặc biệt là tay trái, cần được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện có chuyên khoa can thiệp tim mạch để được chẩn đoán và điều trị nhanh nhất, hạn chế nguy cơ tử vong.